quý vị, trong tương lai không xa, huyện Châu Phú sẽ trở thành thị xã vùng ven sông Hậu thông qua việc thực hiện các chương trình lớn về xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. Đến thời điểm này, huyện Châu Phú có 6 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2022 này, huyện sẽ có thêm 2 địa phương đạt xã nông thôn mới là Thạnh Mỹ Tây và Bình Long. Đồng thời, xã Bình Mỹ sẽ trở thành xã đầu tiên trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành giai đoạn 2021-2025. Các xã Bình Phú, Mỹ Đức và Khánh Hòa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Hiện nay, huyện Châu Phú tiếp tục triển khai mở rộng các vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới như vùng trồng nhãn xuồng tại xã Khánh Hòa, trồng sầu riêng xã Bình Chánh, vùng chuyên rau màu xã Bình Thủy và vùng nuôi cá lóc giống theo tiêu chuẩn Global Gap ở xã Mỹ Phú. Riêng trong lĩnh vực môi trường, Châu Phú đã có hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn với tỷ lệ khoảng 50% tổng lượng phát sinh và lượng nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp. Tại các khu cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó, tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu là 10% diện tích toàn khu. Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đều có hạ tầng về bảo vệ môi trường đảm bảo đúng theo quy định. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị thì luôn được huyện quan tâm thực hiện. Trong năm thì huyện được Ủy ban Nhân tỉnh thống nhất là cho chủ trương thực hiện cái lộ trình là quy hoạch xây dựng chung của xã và cái xây dựng phát triển cái huyện Châu Phú và đạt tiêu chí thị xã vào năm 2030. Được Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng là đạt tiêu chí đô thị loại 4. Ngay từ đầu năm 2022, Xí nghiệp Môi trường Đô thị Châu Phú đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang ký hợp đồng dịch vụ công ích đối với Ủy ban dân huyện Châu Phú chăm sóc công viên cây xanh, bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng, hai là quét rác đường phố và trung tâm thương mại Cái Dầu, quản lý và khai thông cống thoát nước khi có yêu cầu của địa phương. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Châu Phú đã xây dựng và nâng cấp mở rộng 26 công trình đường giao thông, cầu cống, với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện Châu Phú đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang thống nhất cho chủ trương về quy hoạch xây dựng chung các xã và xây dựng huyện đạt tiêu chí thị xã vào năm 2030. Niềm vui lớn nhất của huyện nhà là đã được Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4. Bên cạnh đó, huyện đã và đang xây dựng 65 công trình cầu đường, trường học với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong năm 2022 là huyện kêu gọi được các doanh nghiệp đăng ký khảo sát, đầu tư mới 4 dự án về khu dân cư và hoa viên trúc lâm tại xã Khánh Hòa và xã Thạnh Mỹ Tây trên quy mô hơn 280 hectare với tổng số vốn dự kiến hơn 4.000 tỷ đồng. Nói chung là được vậy là bà con rất là mừng. Vì giữ vệ sinh chung cho nó sạch đẹp. Hiện huyện Châu Phú đang hoàn thành các hồ sơ thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư quy hoạch xây dựng đối với các dự án đã đăng ký thực hiện như cụm công nghiệp Mỹ Phú, dự án khu đô thị mới Bình Mỹ và dự án khu dân cư xã Mỹ Phú để sớm thi công đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, đang kêu gọi đầu tư hàng loạt các dự án khác tại các xã Đào Hữu Cảnh, Bình Phú, Bình Thủy, Khánh Hòa và thị trấn Cái Dầu. Trong đó, tập trung đầu tư cũng như triển khai thi công láng nhựa tuyến đường Nam Cần Thảo với chiều dài hơn 15 km, mặt đường rộng hơn 6 m theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đồng thời, huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư nâng cấp trung tâm y tế huyện với hiện trạng hiện nay là 200 giường lên 500 giường để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Huyện sẽ triển khai thực hiện cái quy hoạch chung xây dựng xã cũng như là cái xây dựng phát triển huyện Châu Phú để hướng tới là trở thành thị xã vào năm 2023 theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án như là cái khu dân cư trung tâm hành chánh xã Bình Phú, khu dân cư trung tâm hành chánh xã Đào Hữu Cảnh, cũng như là cái khu đô thị xã Bình Thủy. Thứ ba là chúng tôi sẽ triển khai cái kế hoạch đầu tư công năm 2023. Với tổng vốn đầu tư là dự kiến là trên 60 tỷ đồng.
Hy vọng trong tương lai không xa, huyện Châu Phú sẽ trở thành thị xã ven sông Hậu của tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh nhà.